Xin kính chào quý vị và các bạn. Buổi trưa ngày 11 tháng 6 năm 2024. Bây giờ mình thực hiện test hoạt động cục giữa đài Sony có modem CFS710SC. Cục giữa này có một cơ số video chia sẻ tới quý vị và các bạn rồi. Nó là mỹ đài chứ không phải là đài. Đây là cái cục giữa mỹ đài Sony 710SC. Mỹ đài này mình cung cấp với một mức thóc rẻ nhất của đất. Đó là 2.580.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển. Nguyên cái cục giữa này nhá, chứ không có loa đâu, không có loa đâu. Đấy. Mỹ đài này lắp dựng theo yêu cầu của một thượng đế đã ở cái ngưỡng nhân sinh thất thập cổ Lai Hy. Đã được sư phụ U70 ở Hải Dương đã Trần Văn Chốt tuyển lựa từ mỹ cơ, hai bộ mỹ cơ cho tới mỹ vỉ, cho tới mỹ vỏ, và sau đó thì coi như thế là vệ sinh sạch đẹp và kiểm tra về vấn đề kỹ thuật cũng như cơn chỉnh. Đây là một đệ tử văn võ song toàn. Bánh tì cửa A được trang bị có loại bánh tì thượng hạng, 100.000 đồng một cái bánh tì này. Đầu từ như kiểu sản xuất ngày hôm qua. Đấy, bộ cơ ấy còn cả cái lò xo này. Cái lò xo đây mình không biết là tác dụng của nó là cái gì, thế nhưng mà zin nguyên bản của nó là nó còn cái đấy. Rồi. Còn bộ cơ cửa B thì mỹ đầu từ, thế còn bánh tì thì loại bánh tì bình thường nhá, nhưng mà cũng là mỹ cơ, cũng là mỹ cơ. Thì cái mỹ đài này thì cái tính năng auto stop ở cái cửa bên đây ấy, tính năng auto stop ở cái cửa bên đây mình không khôi phục. Vì cái cửa B của đài Sony 710 này, cái bánh trung gian nó chạy vòng cao su. Thế mà cứ khi cái màu vòng cao su mà nó chỉ cần nó hơi mòn một tí thôi là cái lực khi nó kéo sợi dây băng ấy, nó lực nó không đủ khỏe, nó kéo ra cái sợi dây băng nó không căng ra được đến cái tầm mà nó để nó gãy cái lẫy nhựa mà cọ vào cái bánh đà là nó cũng không auto stop đâu. Thế nên là cái tính năng auto stop là không khôi phục. Bây giờ test lay in này, lay in thì không cần thiết phải test bằng nhạc làm cái gì cả. Vì đường lay in mà nó mà tịt thì thôi khỏi sửa chữa. Này. Sờ vào cái giác trắng thì cái loa bên đây nói, sờ vào cái giác trắng mà loa bên đây mà nói là phan đình đáp. Sờ vào cái giác đỏ đây thì cái loa bên đây nói, nếu như cái loa bên đây mà nói là phan đình đáp. Và đương nhiên là kích tín hiệu vào hai giác. Kích tín hiệu vào hai giác thì ta thấy âm thanh phát ra ở center, ở trung tâm, từ giữa này phát ra. Bộ equalizer thì đương nhiên là phải hoạt động bình thường rồi. Equalizer hoạt động bình thường. Chức năng thâu băng hoạt động bình thường. Mình không bàn đến cái vấn đề là thâu nét hay không nét, mình bàn đến là cái tính năng mà nhà sản xuất người ta trang bị cho là thâu băng tốc độ cao và thâu băng tốc độ bình thường, nó vẫn hoạt động bình thường. Thế mới lại ưng cái bụng chứ này. Giờ test radio nhá. Ủa amen. Từ radio thì đúng là gọi là trong veo, trong như nước mưa. Bằng sóng AM thì bắt được nhưng không được nét. Con sóng AM này. Đấy. Con sóng AM đấy, AM thì nó sôi. Thôi chuyển sang FM. AM thì ít còn nét lắm. Mà ta nghe radio thì ta cũng chủ yếu nghe FM. Thế mà FM cái này lại nguyên bản 108 hàng xuất. Thì nhiều chiếc đài nội địa cứ phải gọi bằng cụ tổ. Đài nội địa tần số 90 với 92 thì kiểu gì thì kiểu kéo ra không bao giờ bằng cái đài nguyên bản 108 được. Cái đấy là điều chắc như đinh đóng cột. Bắt đầu xuất phát từ 88Hz kéo lên 108MHz để các đồng chí thấy được là nó anh Trần Văn Nét xuất hiện. Và trong quá trình dò sóng rất chi là dễ dò sóng. Đài có bản đấy. Đấy. Đài có bản này bao giờ cũng vậy. Âm thanh đã bé. Mà thôi, và cái sự thú vị của cá nhân Duy Thanh cảm nhận khá là rõ đấy, là Duy Thanh biết được rằng bản thân mình đang có cái gì và Thanh yêu cái FM Citaro chuẩn bị nổi lên này.
là dùng cái sự chân thành để thể hiện nó ra cho quý vị khán giả, thì ngay lập tức nó sẽ có một điểm chạm về mặt cảm xúc với quý vị khán giả khi mà lắng nghe những gì mà Thanh chia sẻ. Rồi, một vài những cái chia sẻ đầu tiên để chúng ta có thể cải thiện cái sự nhạt trong chính con người mình. Duy Thanh tóm gọn lại là hãy thể hiện tất cả những điều nó chân thật và chân thành nhất, dựa vào những gì mình đang có, thì nó cơ bản đã làm cái sự thú vị. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy thì những cái yếu tố nào khiến con người thật của chúng ta trở nên thú vị? Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta chán nản khi không còn niềm tin rằng chính cảm xúc của mình thật. Hãy con nhàng ít cột phí, dùng ngay thôi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Quý vị và các bạn thân mến, gan là cơ quan có rất nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể như tổng hợp, chuyển hóa, bài tiết và thải độc. Khi gan có vấn đề sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều hoạt động của cơ thể, và chúng ta có thể nhận biết sớm điều đó qua một số dấu hiệu, trong đó không thể bỏ qua dấu hiệu cơ thể mệt mỏi. Vì sao cơ thể mệt mỏi cũng là dấu hiệu của bệnh gan? Tình trạng mệt mỏi của cơ thể do bệnh gan gây ra có gì khác biệt so với những nguyên nhân khác? Hãy cùng chúng tôi đến với những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ chuyên đầu tư tài chính. Mệt lắm. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng 4.9 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết mua vào ở mức 74.980.000 đồng một lượng, bán ra là 76.980.000 đồng. Như dặn dò. Lại hát. Hát thì không để được. Đây lại ca nhạc. FM stereo có 102.7 này nhưng mà đang hát không để được này. Đấy. Đấy. Hết rồi. Đấy. FLC tại thành phố Hà Nội bị phạt với số tiền là 92.500.000 đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị. Sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo lãi gốc trái phiếu 4 năm gần nhất. Nhiều ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức cao, điển hình như ngân hàng Techcombank. Bộ Y tế chứng nhận lâm sàng giúp hạ men gan trong 6 tuần, giảm nhanh các triệu chứng mệt mỏi do gan gây ra. Thì đúng là nhạt rồi chứ gì nữa, đúng không ạ? Khẳng định là sự thú vị bẩm sinh không phải là tài năng gì đặc biệt. Thế rồi. Nói gì và nói có trọng tâm, không lan man. Những người mà chúng ta vẫn hay ca ngợi rằng là họ thú vị thì về bản chất là những người sống và cảm thức được những cái mong ước của ta khi mà tham gia vào các mối quan hệ trong xã hội. Tức là cái sự thú vị mà chúng ta có thể tạo ra khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề mà chúng ta đang nói, đang kết nối với một cái đối tượng. Chúng ta nên đặt để cảm xúc chân thành của mình vào đấy để có thể tạo cái nhịp kết nối nó mang cái sự gần gũi và có thể tìm kiếm cái điểm chạm về mặt cảm xúc của nhau. Đơn giản là như vậy thôi, chứ chúng ta cũng đừng có quá gọi là áp lực là nói nhất từ trước đến đây. Ban Quản lý Dự án 4, Cục Đường bộ Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời phối hợp với các sở ngành địa phương điều chỉnh thiết kế một số hạng mục không phù hợp, ảnh hưởng đến đời sống các hộ dân trong vùng dự án. Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam bằng giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ 14A. Và thay thế một số nhà thầu không đảm nôm na ngắn gọn lại là radio là trong veo. Bây giờ mình dừng video ở đây.